Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ review nhẹ cái em PS5 này. Tại vì mình đã chơi được khoảng mấy bữa nay và mình hôm nay mình cứ nghĩ là mình sẽ có đầy đủ những cái cảm nhận của mình để mình chia sẻ với các bạn về cái máy này. Thì nó cũng có cái trên cái cũng có cái hay cũng có cái dở của nó. Nhưng mà đa phần thì cái hay nhiều hơn. Nếu bạn nào đang tính mua thì dạo gần đây mình có nghe nói là PS5 ở Việt Nam đang bán tới 35 triệu và mình nghĩ là giá đó khá là cao và mình cũng may mắn là mình mua được cái PS5 này với giá gốc, giá retail có khoảng chừng 550 đô thôi. Và mình hơn cái đồng mua trên PlayStation, trực tiếp trên PlayStation luôn, và họ gửi đến cho mình ngay ngày ra mắt. Thì mình chơi được khoảng mấy bữa nay và mình khá là thích. Ok, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mình mua cái máy này là nó khá là đồ sộ, nhìn nó khá là bự ở ngoài đời. Và như bạn thấy, mình có cái Xbox One X ở đây, mình chưa có cái Series X. Tháng 12 mình sẽ có thể mình sẽ review nhẹ cái máy đó luôn. Thì các bạn có thể thấy cái so sánh nhỏ ở đây. Thì cái Xbox One X tính ra nó cũng khá là bự, nhưng mình nó cũng phải gọi là trong những cái máy console thì nó nhỏ hơn cái máy khác nhiều. Nhưng mà so với PS5 thì PS5 nó bự tổ chảng luôn, nó bự lắm. Cho nên mình chỉ có một khoảng không chút xíu, mình tính để đứng lên cho nó đẹp, nhưng mà do cái thanh niên này bự quá, mình để đứng lên đụng tivi không có chỗ nào để nữa. Bên kia thì mình để dàn loa kính mít hết rồi, không có chỗ để nữa. Mình rất là muốn để cho nó đứng lên nhưng mà thanh niên này quá bự. Và khi mà bạn để nó xuống dưới thì cái đầu đĩa sẽ nằm ở dưới, và có khá là hay, nó có một cái đế chân, nó đi theo cái nó bự, nó vẽ theo hướng của cái thân của máy. Và nó khá là hay cái là khi mà bạn đặt lên nó vẫn sẽ nằm ngang, chứ nó không có, mình lúc đầu mình tưởng nó méo méo, nhưng mà Sony thiết kế rất là đẹp và rất là hay. Thì đây là cái máy khi mà bạn để như thế này, khá là thú vị. Đây là cái cách thứ hai để mình để cái máy này lên. Và theo cảm nhận của mình thì ngoài cái vụ nó đồ sộ ra thì bên trong nó máy rất là mạnh. Thì cái máy này có khả năng nó có cái SSD khá là nhanh, dùng PCIe 4 và nó có thể lên tới gần 5 GB trên giây, không phải 5 GB mà 5 GB trên giây, rất là nhanh. So với thậm chí là khi bạn so với SSD trên PC thì nó nhanh hơn nhiều. Tùy tại theo mình biết thì tính đến hiện tại thì vẫn chỉ có một số motherboard nhất định của hỗ trợ AMD mới có khả năng sử dụng slot PCIe 4, và hầu hết những cái motherboard hiện tại vẫn chỉ đang sử dụng PCIe 3, cho nên họ vẫn chưa tận dụng hết được cái công suất của PCIe 4 trên PC. Thì chỉ ít là ở thời điểm hiện tại thôi, trong tương lai mình nghĩ có thể là sẽ upgrade lên và có nhiều cái motherboard dành cho tụi Intel để sử dụng PCIe 4. Thì trong khi đó là chúng ta đã có PS5 có khả năng xài tới 5.5 GB trên dây, nó rất là nhanh. Và mình khá là thích cái vấn đề này khi mà bạn load game cái kiểu. Và bây giờ để mình bật cái tivi lên cho các bạn coi, sáng đèn màu xanh dương rất là đẹp. Ngoài ra thì ở đây mình có cái tay cầm DualSense. Cái trải nghiệm của mình với cái tay cầm này thì mình có cái cảm giác như nó nhìn nó rất là chắc chắn hơn, nhìn rất là đẹp hơn nhiều. Nhưng mà sau khi khoảng thời gian sử dụng của mình trong khoảng mấy hàng ngày vừa qua mà mình chơi những game đánh kiếm này nọ như là Ghost of Tsushima rồi Spider-Man này, thì mình lại không thích cái cảm giác của cái tay cầm này lắm, theo cá nhân mình thôi. Tại vì so với tay cầm DualShock 4 á, thì khi bạn có cái thân tay á, mình chơi game khá là nhiều và nó cái thân tay nó bè sang một bên thì nó ôm cái tay bạn dễ hơn. Nhưng mà khi cái này nó quá thẳng và nó thẳng nó chỉ xuống dưới đất, nó chỉ xuống như này, thì cái tay bạn phải thẳng lên và bạn muốn bấm gì nó cũng khá là mỏi tay, theo cái như mình nghĩ là vậy. Và mình chơi một khoảng thời gian giờ mà khi mà bạn bấm nút vuông X tam giác này nọ, nó khá là mỏi tay và mình không thích điều đó cho mấy. Ngoài ra thì so với DualShock 4 thì nó có khá nhiều, rất là nhiều cải tiến mà mình khá là thích. Đó là bạn có mic ngay, thậm chí ngay trên cả cái tay cầm luôn, và có loa này nọ, và có cả nút mute luôn. Khi bạn không muốn nói chuyện cho ai nghe thì bạn có thể bấm vô cái nó mute hết luôn, bạn không cần phải lo gì hết. Nó tiện hơn là bạn dùng tai nghe của thằng DualShock 4 và bạn phải chỉnh trong game, hay là bạn chỉnh trên tai nghe gì đó, khá là bất tiện. Thì cái này nó hay ở chỗ đó, bạn có thể bấm ngay trên đây luôn. Và nó thay đổi một số thứ
cái cách thức làm cái tay cầm nhìn nó sang chảnh hơn nhiều so với cái thằng DualShock 4. Và mình chỉ mong là trong thời gian tới nó làm sẽ làm nhiều màu hơn. Cái đó mình nghĩ chắc chắn là kiểu gì nó cũng phải làm nhiều màu hơn. Hiện tại thì mình không thích cái màu này cho lắm. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì này nó cải tiến rất là nhiều và chơi rất là lạ. Đặc biệt nhất là khi bạn có adaptive trigger. Khi bạn chơi những trò như là Spider-Man hay là bạn chơi Call of Duty Black Ops Cold War mới ra, nó sẽ tùy chỉnh theo cái mức độ nhất định. Và khi bạn bấm nhẹ hay mạnh gì nó sẽ phát hiện được cái điều đó. Và tùy theo mức độ bạn chơi thì hiện tại mấy bên đây mình chỉ mới step được cái trò Spider-Man. Và khi bạn vừa nhảy xung quanh thành phố thì mỗi lần bạn bắn tờ cái là nó rung khá là nhẹ và nó rung rất là hay, rất là đều đặn. Ngoài ra là mình thấy một cái điểm nhấn khác khi mà mình thấy cái tay cầm DualSense là nó có khả năng, nó có cái rumble rất là hay, nó tên là có cái chế độ rung của nó. Thay vì trước đó bạn có thể biết là mỗi trong cái thân máy nó có một cái cục tròn tròn, nó quay quay trong đó và nó chỉ quay một cái vị trí cố định mà thôi. Nó còn DualSense nó khá hay thì cái nó quay theo cái chiều hướng của từ trên xuống dưới. Và mình có cảm nhận được khi bạn ví dụ như là bạn chơi, bạn sử dụng âm thanh surround chẳng hạn, thì khi mà bạn thấy những cái gì mà nó bay trước mặt bạn rồi bạn quay sang sau lưng bạn thì cái tay cầm nó sẽ rung từ trước rằng từ trên xuống dưới, khá là thú vị. Đó là điều thứ hai mình khá là thích. Ngoài ra thì mình cái cảm giác nó bự hơn rất nhiều so với tay cầm DualShock 4. Và những bạn nào có tay nhỏ thì mình nghĩ là bạn sẽ sử dụng tay cầm này khá là mỏi tay. Và mình cũng đó là một cái vấn đề bất cập mà mình không thích mấy bữa nay. Cái thứ hai mà mình khá là thích đó chính là khi mà bạn sạc, hiện giờ nó không có dùng mấy cái cổng bình thường nữa, mà bây giờ PlayStation 5 chuyển sang dùng USB Type-C, khá là tiện, nhất là những bạn nào đang xài những cái thiết bị như là hiện đại hơn, thì hay vì họ không dùng những cái cũ như là micro USB nữa mà họ dùng USB Type-C nữa, tiện cái là bạn không cần phải đổi qua đổi lại. Ngoài ra thì cái lần này mình khá là thích cái vụ khi mà bạn sạc cái trên DualShock 4 mình có mua một cái đồ sạc và nó rất là bất tiện, tại bạn phải ấn mạnh xuống mà phải vô cái ngàm của nó. Thì còn hàng DualSense 5 này thì khi mà bạn mua cái để cho mình cho các bạn coi, thì nó có cái cục ngàm ở dưới khá là tiện và nó khá là gọn, các bạn không cần ấn gì hết, nó tự động nó hít vô. Thì đây là cái mình mua chung với PlayStation và nó đơn giản hơn là cái mình có rồi chứ. Các bạn không cần phải ấn gì hết, cái đạn vô nó sẽ click một cái rồi xong là nó sẽ bắt đầu nó chạy, khá là hay. Và cái tay cầm này có khả năng chơi lên tới, theo mình như mình biết thì tầm 12, 13 tiếng gì đó, khá là tiện cho một lần sạc. Bạn chơi rất là lâu so với thằng DualShock 4 thì lâu hơn nhiều. Và hôm qua mình chơi cả đêm luôn, chơi chừng 6-7 tiếng luôn mà mình mất chừng có một nấc pin thôi. Thì mình mới thấy là cái tay cầm này rất là trâu. Cho nên thì cũng vì vấn đề đó mà nó bự hơn rất là nhiều. Cho nên là những bạn nào mà, đó là những cái cảm nhận mình nghĩ về cái tay cầm này. Nó hay nhưng mà nó không phải là tốt nhất. Và mình cũng không nghĩ là nó sẽ thay đổi cái thiết kế này trong khoảng thời gian tới. Thì như các bạn thấy, cũng thấy cái form của nó như thế nào. So với DualShock 4 thì, đây mình lấy cho một cái cho bạn coi. Mình không thích cái form của nó cho lắm. Tay cầm mình nổi trơn ta. Đây, tay cầm DualShock 4. Thì như các bạn thấy đây, tay cầm DualShock 4 nó chèn ra hai bên ngoài nhiều hơn và cái khúc này nó dễ bấm hơn và nó nhỏ hơn chút. Thì cái R1 với cái L1 của nó bấm nó gần hơn, thì bạn đỡ mỏi tay hơn. Còn cái này nó mình thấy nó thẳng quá, với lại nó bự quá. Làm ra nhiều lúc bạn bấm cái này cái ngón cái của bạn khá là mỏi và cái ngón trỏ của bạn chứ, làm với ngón cái của bạn khá là mỏi. Chỉ là một cái điều mà không thích về cái này thôi. Còn ngoài ra thì touchpad với adaptive trigger của nó, cái cò của nó khá là nhạy và khá là thú vị, là những cái điểm mạnh mà mình nghĩ là trên tay cầm này nhiều bạn sẽ thích. Quay trở về với cái PS5 thì cái điều thứ hai mà mình thích về cái PS5 này là cái giao diện của nó. Nó làm đơn giản hầu như mọi thứ. Những bạn nào hồi trước giờ có xài team nền này nọ thì bây giờ các bạn có thể quên nó đi. Tại vì trên PS5 nó bỏ hoàn toàn luôn và nó sẽ không còn nữa.
Thì thay vì nó dùng team thì mỗi lần mà bạn bấm vô game nó sẽ đổi sang hình cái game. Ví dụ Spider-Man, Ghost of Tsushima nó đổi sang hình Ghost of Tsushima cộng với nhạc nền luôn. Đó. Thì tại cái một cái điều thứ hai mà mình không thích về cái PS5 này á là cái dung lượng ổ cứng của nó, cái ổ SSD của nó chỉ có 852 GB thôi. Và khi mà bạn mở ra thì bên trong dung lượng xài được của nó chỉ có tầm 600 mấy GB, theo mình nhớ là vậy. Và như mình cài được nhiều game mà mình đã bay gần hết dung lượng rồi. Và trong tương lai thì mình sẽ còn khá là nhiều game nữa, mình muốn rất là cài trên PS5 để mình chơi thử. Mình đang đợi Cyberpunk 2077 và mình, nếu cho khoảng thời gian sắp tới mà mình mà có thời gian để quay thì mình sẽ quay cho bạn coi. Thì mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại để quay những cái game hay hay chút, 4K, 60p thì gì đó. Thì những bạn nào đang ưa định mua PS5 thì mình nghĩ là bạn sẽ phải dự định mua thêm cấu cứng khá là bự nữa. Ngoài ra thì nó được cái là nó có cái bạn có thể khả năng bán gắn được ổ cứng HDD ngoài vô để xài. Tuy nhiên theo mình nói là tại vì để bạn muốn sử dụng được nhanh nhất hết sức có thể thì bạn cần phải có một cái SSD PCIe 4 giống như ổ cứng bên trong của PS5 là sử dụng PCIe 4 4.0. Thì những cái ổ đó khá là mắc. Ví dụ 1 TB có thể bạn phải mua cho đến khoảng tầm 250 đô. Và 2 TB thì tầm chắc cũng khoảng 450 đến 500 đô. Mắc ngang ngửa cái máy luôn rồi. Và hiện tại là PS5 không có hỗ trợ SSD bên trong, mặc dù nó có cái slot SSD hiện tại tạm thời thôi. Bây giờ khi mà bạn mua bạn có thể dùng SSD NVMe 2, NVMe 2.0 thì có điều là khi mà bạn hiện tại tầm thời điểm hiện tại thì Sony nó đang kiểu như là tắt hẳn cái chế độ, kiểu như cái tắt hẳn cái slot M2 bên trong cái máy PS5 này. Và bạn khi bạn gắn vô, thậm nếu mà thậm chí bạn có một cái SSD nhanh tới vậy thì nó vẫn sẽ không nhận cái SSD ở thời điểm hiện tại, và trong tương lai nó sẽ có một bản cập nhật và nó bảo đảm là mọi thứ sẽ chạy nhanh hết sức có thể. Thì bạn phải mua một cái SSD có khả năng chạy lên tới miễn là nó, theo mình nghĩ là miễn là bạn chỉ cần mua một cái PCIe 4 SSD là bạn sẽ xài được cái này. Chỉ cái điều là nó rất là mắc thôi. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng HDD của bạn để bạn cài, bạn chơi game trên đây. Bạn vẫn có thể chơi game những cái game mà bạn đã cài trong PS4, nó cũng khá là tiện vô đó. Tuy nhiên thì nó sẽ không nhanh bằng, nhưng mà nó sử dụng sức mạnh của GPU nó gỡ gạc lại cũng khá là nhanh so với những gì mình test trên PS4. Nó nhanh hơn PS4 nhiều, thậm chí là bạn đang xài HDD của như là cũng cũng như là để bạn chơi game nhưng mà không phải là dùng SSD, nó cũng rất là nhanh. Nó chỉ hơn khoảng, ví dụ như là bạn chơi Spider-Man thì nó vô tầm, dù như bạn xài HDD nó vô tầm 20 giây, còn Spider-Man trên PS5 bạn sử dụng cái SSD của chính nó thì tầm có 10 giây là vô game rồi. Nó khá là nhanh và khá là tiện. Mà mình nghĩ trong tương lai nếu mà cập nhật nhiều hơn như thằng Xbox bây giờ thì nó sẽ tiện hơn cho người chơi. Với mức độ mà 600 mấy chục game này mình nghĩ là mình không chơi nổi. Cho nên mình chỉ cài một số game mình đang muốn chơi thôi. Okay. Ngoài ra thì có nhiều bạn, các bạn nên cần biết là thêm về vấn đề TV và cái điểm mạnh của thằng PS5 nó nằm ở chỗ nào. Hiện tại cái điểm mạnh lớn nhất của thằng PS5 là cái GPU nó rất là mạnh, cái CPU nó rất là mạnh và nó có khả năng lên chơi lên tới 4K 60Hz. 4K 30Hz là PS4 Pro đã làm từ cái đây mấy năm rồi. Tuy nhiên thì đối với thằng PS5 nó đẩy lên một cái tầm cao mới. Không những game nào đã đang chạy 430Hz trước đó trên PS4 Pro, bây giờ bạn lên PS5 bạn sẽ chơi với mức độ là 4K 60Hz. Giống như là Ghost of Tsushima vừa mới có một bản update chuyển từ 4K 30Hz lên 4K 60Hz đứng luôn. Chơi rất là mượt, không thể chơi được luôn. Thì đó là những cái game hiện tại. Còn những game nào bắn súng trước giờ 4K 60Hz như là thằng Call of Duty Black Ops thì bạn có khả năng bạn đẩy lên theo hai cách là 4K cũng 60Hz luôn, nhưng mà nó mượt hơn nhiều và chơi đẹp hơn nhiều. Thế hiện tại thì mình không nghĩ là nó sẽ lên 4K 120Hz. Đó là những gì mà Sony quảng cáo thì mình biết là vậy, là 4K 120Hz. Nhưng đa phần những cái bài test mình coi trên mạng, họ chơi Black Ops, Cold War hay là Modern Warfare thì nó cũng chỉ cho bạn, theo mình thấy trên Xbox Series X á, thì nó cho bạn chơi kiểu như là 2K 120Hz hơn là bạn chơi 4K 120Hz.
hiện tại mình vẫn chưa thấy game nào hỗ trợ cho đó. Mình nghĩ trong tương lai có khả năng nó sẽ làm được chuyện đó, và chỉ cái điều là mình chỉ cần phải đợi khi nào mà game nó hỗ trợ thôi. Tuy nhiên các bạn cần phải có một cái TV có khả năng làm được chuyện đó. Vấn đề nằm chỗ đó. Nó khác hơn những cái TV hồi trước, những năm 2019-2018, ở chỗ là những cái TV 2019-18 vẫn có khả năng 4K 120Hz. Và chỉ cái điều là bạn cần phải có một cái cổng HDMI 2.1. Cái đó là cái vấn đề quan trọng, khá là quan trọng đối với những bạn nào đang mua đang tính mua PS5 và bạn tính mua upgrade luôn cả TV để có thể chơi những game mà mượt mà như có thể, thì bạn cần phải có cái TV mới nữa. Những bạn nào mà đang có TV khá là cũ và nó không hỗ trợ HD 2.1 thì bạn phải nâng cấp lên, hoặc không thì bạn chỉ có thể lên tới 4K 60Hz thôi. Thì cái đó là cái vấn đề duy nhất khi mà bạn mua PS5, là bạn phải tìm một cái TV nó thích hợp. Thì hầu hết những cái model 2020 TV hiện tại nó đã có cập nhật, nó đã có cổng HD 2.1. Điển hình như là cái TV mình đang xài thì nó là TV LG CX OLED OLED của thằng LG 2020, mình cũng mới mua gần đây, cách đây mấy tháng. Thì TV này có hỗ trợ HD 2.1 và nó bốn cái cổng của nó đều là 2.1, và chỉ có một số cái TV trên thị trường hiện nay sử dụng 2.1. Là theo như mình biết thôi nha, theo như mình biết là Samsung rồi Sony. Sony hiện tại chỉ có một dòng, hai dòng hỗ trợ HD 2.1, đó chính là Sony X900H với Sony Z8H, là hai con có hỗ trợ HD 2.1, tức là để giải thích cho bạn biết luôn HD 2.1 là gì. Thì HDMI 2.1 có khả năng lên tới 4K 120Hz, sử dụng variable frame rate. Cái phân giải, cái tốc độ làm mới hình ảnh của nó sẽ thay đổi liên tục, và nó có khả năng nó đủ cái tốc độ và nó đủ cái băng thông lên tới 48GB để cho bạn có thể sử dụng 4K 120Hz. Tại trước giờ khi bạn sử dụng 4K 120Hz thì để bạn có thể lên cái độ phân giải rất là cao như thế, cộng thêm một cái tốc độ làm mới hình ảnh nhanh như thế, các bạn cần phải có một cái cổng nó có hỗ trợ tốc độ cực kỳ nhanh, và cộng thêm là phải có cái băng thông rất là cao lên tới 48GB. Và hầu hết những cái TV trước giờ nó lên được 48GB nhưng nó lại không có cái cổng HD 2.1, cho nên lại đã thiếu vô đó. Điển hình như là những cái TV OLED của Sony nó lên tới 48GB nhưng mà nó lại không có HD 2.1, cho nên đâm ra là bạn có một cái TV nó sẽ có thể chạy được 4K 120, nhưng lại bạn không có thể truyền kênh ảnh của từ PS5 vô cái TV. Cho nên đó là những cái tại sao mà mình không mua cái TV Sony OLED, là tại hiện tại Sony OLED không có HD 2.1. Trừ cho hai cái TV mà mình nói là X900 là cái dòng ở dưới của OLED. X900 là TV LED thôi chứ không phải OLED. Nó hỗ trợ 4K 120Hz, và so với dòng thường phân khúc dễ mua thì nó là một TV dễ mua đến từ Sony, X900. Những bạn nào đang tính mua X950 thì các bạn đừng nên mua, tại vì nó không có HD 2.1. Mặc dù là X950 nó tốt hơn thằng 900 nhiều nhưng mà nó lại không có HD 2.1. Những bạn nào tính mua TV để coi phim thì các bạn hẳn nên mua cái đó. Còn những bạn nào tính mua chỉ để chơi game như thế này, đừng nên mua cái TV X950 của Sony, tại vì nó sẽ không có HD 2.1. Chỉ sử dụng HD 2.0 mà thôi, thì chỉ đủ để 4K 60Hz. Đối với những bạn nào mà bạn nghĩ là bạn chỉ đa phần những game mà bạn chơi chỉ có 4K 60Hz và bạn ok với vấn đề đó thì bạn mua cái TV nào cũng được. Hầu hết là vậy, những cái TV hiện nay nó hỗ trợ HD 2.0 và đủ để sử dụng 4K 60Hz thay vì 4K 120. Hiện tại cá nhân mình cũng chưa thấy những game nào nó hỗ trợ lên tới 4K 120, nó khá là hiếm. Hiện tại chỉ có một số game như là Rainbow Six Siege, và cũng chỉ xin một số TV nhất định nó hỗ trợ variable frame rate thì mới chơi được. Hiện tại trên OLED mình chỉnh khá là nhiều và hiện tại mình vẫn đang kẹt tới 4K 60Hz, có thể là do cái setting của TV. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa thấy game nào thật sự là nó hỗ trợ trực tiếp với 4K 120, cho nên mình cũng nghĩ là hiện tại cũng chưa tới mức cần thiết. Nhưng có thể là trong tương lai những bạn nào đang tính upgrade và nó có cập nhật phiên bản mới thì nó sẽ tận dụng tối đa hơn cái vụ 4K 120. Còn vấn đề 8K thì mình nghĩ nó hơi xa vời so với cái, nói thẳng thắn là vậy, nên mình thấy nó hơi xa vời so với cái trend hiện tại. PS5 nó rất là mạnh nhưng mà để tới 8K để mà chơi game thì mình không nghĩ nó có thể xảy ra. Thành thật mà nói,
thậm chí là cả chơi game khi mà bạn có một cái TV 8K như thằng Z8H của Sony, và các bạn chơi game 8K, nó sẽ không có chuyển như thằng 8K mà sẽ chuyển ngược về 4K 120Hz, và ở là 4K 60Hz thôi, tùy theo mức độ của game, không phải là game nào cũng 4K 120, nhưng mà vẫn sẽ chuyển về 4K thay vì nó chạy 8K. Thế phần lớn mình nghĩ là 8K nó chỉ chạy khi các bạn ở UI màn hình chính rồi thôi, còn ngoài ra thì mình nghĩ không có gì khác mấy. Còn ngoài ra những bạn nào đang tính mua cái kiểu như là cục âm ly receiver để các bạn dùng surround sound như mình, cái mình đang có đây, thì các bạn cần phải mới có một cục âm ly, cũng đa phần là hiện tại mình biết gì cũng chỉ có model 2020, như là cái mình đang xài là hỗ trợ 4K 120 output, tức là nó có cổng HD 2.1 phía sau. Những bạn nào xài cái receiver khá là cũ thì nó sẽ không có cái này, nó sẽ không có cổng đó. Thì tuy nhiên như mình đã nói, nếu bạn nào chỉ mục đích là chỉ chơi 4K 60Hz thì các bạn vẫn sẽ ok. Nhưng mà bạn thấy được nó sẽ là 8K video, 4K 120 và variable frame rate HDR 10 cộng, thì nó sẽ có cao bút đi, các bạn sẽ sử dụng 4K 120. Thì hiện tại là mình đang dùng âm ly ngoài cho nên mình xài tới cả hai cổng HDMI. Ở ngoài ra thì khi mà bạn mua cái TV HD có HD 2.1, các bạn cần phải có luôn cái sợi dây HDMI 2.1, hoặc không những bạn nào đang sử dụng những cái sợi dây HDMI khá là cũ, nó sẽ không có đủ băng thông, với lại cộng không có đủ tốc độ để truyền tải hình ảnh mà các bạn muốn sử dụng lên cái 4K 120. Cho nên là các bạn cần phải mua những cái cộng HDMI nó mới hơn, và hiện tại mình đang xài của thằng Audio Quest. Như bạn đã thấy nó có thể là 8K 10K gì đó, mình còn không nghĩ là nó 8K 10K đâu, nhưng mà cái dây này là dây HDMI 2.1 Audio Quest Carbon mà mình mua cái đây khoảng không lâu chỉ để chơi mấy game này và sử dụng âm ly. Thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần mua những cái miễn là nó có đảm bảo là HDMI 2.1 hoặc là nó đề là Ultra High Speed HDMI, thì các bạn nó đó chính là HDMI 2.1, còn không thì các bạn chỉ cần nghiên cứu thêm một tí chút là các bạn biết là cái nào HDMI 2.1 hay là được rồi. Thì cái đó là một cái vấn đề mà chính mà mình muốn nói về cái này, tại vì những bạn nào đang muốn upgrade TV mới mà chơi nhanh hơn, mượt hơn, thì đây là những cái vấn đề mà bạn nên biết. Ngoài ra hiện tại thì BS5 không hỗ trợ 2K 120, cho nên những bạn nào đang có cái màn hình vi tính nó có ví dụ như có 2K 144Hz đi ví dụ, thì khi mà bạn chơi nó vẫn sẽ đẩy các bạn ngược về 1080 Full HD. Và mình cũng chưa test trên monitor, mình không biết nó sẽ giữ 120 hay không, nhưng theo cá nhân mình biết hiện tại BS5 có hỗ trợ 120, nhưng mà cũng phải tùy game và các bạn phải vô chỉnh performance mode và nó sẽ thay đổi tùy mức chứ không phải lúc nào cũng 120. Ngoài ra thì đó cái điều mà khi bạn mình nghĩ là khi mà một khi bạn đã đẩy rồi phải mình mua TV 4K luôn, tại khi bạn sử dụng monitor thì nó cũng chỉ đẩy về ngược về 1080 thì nó hơi bất cập ở chỗ đó. Ngoài ra thì cũng không có gì mấy là khác biệt so với TV, chỉ cái điều là TV bạn thể sử dụng lên tới 4K 60Hz nó mượt hơn rất là nhiều và nó nhanh, nó đẹp hơn rất là nhiều. Hiện tại là mình đang có trò Spider-Man, nó lót khá là lẹ, mình chơi được cũng một chút. Thì đó là những cái mà mình mà muốn đảm bảo là các bạn biết về cái thông tin ổn game lót rất là lẹ về BS5. Thì để những bạn nào mang muốn upgrade thì các bạn nên biết các bạn cần phải có một cái TV có HD 2.1 chạy được 4K 120, nhưng mà đa phần những máy nào có HD 2.1 là đã đảm bảo phải có 4K 120 trong đó, nghe nó cũng hơi dư thừa, nhưng mà để cho đảm bảo là các bạn nên check kỹ. Thì nếu các bạn muốn mình sẽ để ngay cái thông tin ở phía dưới những cái TV nào hiện tại theo cái như mình biết và nó chạy khá là ổn với BS5 và nó hỗ trợ HD 2.1, thì mình sẽ để với những bạn nào đang muốn tham khảo thêm một số thông tin để mua BS5 cộng TV mới, cùng những cục receiver, miễn là các bạn mua cái những cái dòng 2020 như cái mình đang có là Marantz receiver để sử dụng surround sound, thì nó sẽ có cổng output HD 2.1 nếu mà mua những cái dòng 2020. Đó là một số những thứ mà mình nghĩ là các bạn nên biết thôi. Khi bạn có đầy đủ hết rồi thì khá là ổn chơi rất là phê. Và hiện tại cá nhân mình thì mình đang có cái CX này, mình khá là thích, nó rất là bự, chơi rất là đã và nhìn nó rất là đẹp và mượt.
Đến là khi bạn chơi Spider-Man đó, giờ lần này nó chạy tới 4K 120Hz, xong mình cứ nhớ nhớ vào cái 4K 120Hz hoài. Trong khi mình chưa chơi game nào 4K 120Hz trên đây hết. Nó khá là mượt, chơi rất là đã. Và nó load cực kỳ nhanh, cũng nhờ vào cái SSD thần kỳ của nó. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian tới có lẽ mình sẽ quay một số game, có thể là Spider-Man, có thể là Black Ops Core, có thể là Cyberpunk 2077. Mình mua game này và mình đang chờ cái game này khá là lâu. Và có thể là mình sẽ quay cái game đó trong khoảng thời gian tới, ví dụ vậy. Ai biết được. Mình cũng rất là mong để quay trở lại với channel của mình. Khoảng thời gian vừa qua mình đi học nhiều quá, cho nên cũng không có thời gian nhiều để review rồi cộng thêm chơi những cái game mới. Đây mình có mua cái cục capture card để quay những cái game trên đây, và có thể trong vài ngày tới mình sẽ, khi nào mình rảnh và mình kết thúc mùa học sắp vừa nay mình đang học hiện tại, thì có thể mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi game và quay clip cho mấy bạn coi. Còn một số vấn đề khác về trải nghiệm trên PS5 này thì mình muốn nói về cái control center của nó. Thay vì bây giờ các bạn, như bạn đã biết là trên PS4 thì cái control center của nó nhét hết lên bên trên, lên tới PS5 thì nó nhét hết xuống dưới. Như bạn thấy ở dưới này, nó bỏ hết những cái control center nằm dưới đây. Home switcher để đổi ứng dụng này nọ kiểu, rồi thông báo này nọ nó để hết xuống dưới, bạn bè này nọ kiểu, rồi âm nhạc rồi tùm lum, có Spotify nữa, cũng khá là tiện. Nó bây giờ bắt đầu giống như là thằng Xbox ở chỗ đó. Rồi âm thanh mic này nọ, mình hiện tại mình đang mute mic mà nó muốn ai nghe hết. Accessory bên này rồi, mà nó sẽ tiện hơn rất nhiều, và nó giấu cái giao diện nó nhìn rất là đơn giản và mình khá là thích. Chỉ có điều trong tương lai thì nếu như mà PS5 có thể cải thiện một chút về cái giao diện nhìn nó bự hơn chút thì mình sẽ thích hơn nhiều. Những cái icon bây giờ nó nằm tuốt ở trên cùng mà nó nhỏ quá. Cá nhân mình không thích cái vấn đề đó lắm. Nhưng mà so với thằng UI của thằng PS4 cũ thì nó mượt hơn rất nhiều, tại vì mình nghĩ là bây giờ nó bỏ hẳn cái UI, bỏ hẳn cái theme nền của thằng PS4 và nó chỉ sử dụng những cái hình nền của cái game thôi. Nó không cần phải load đủ thứ hết. Giờ bạn cái cảm giác cái UI nó rất là mượt và nó không có bị chập chờn như là hồi PS4 nữa. Và ngoài ra thì khi bạn vô store, cái UI của store nó không phải là một cái app nữa, mà nó build thẳng vào cái UI hiện tại của nó luôn. Cho nên các bạn không cần phải bấm vô cái app như là thằng PS4 nữa, mà bạn chỉ cần lướt qua là lướt xuống thôi. Nó khá là tiện. Bạn không cần phải kiểu như là phải bấm vô cái app rồi vô phải đợi cho nó load tùm lum la nữa. Nó khá là bất tiện, và bây giờ mọi thứ nó build thẳng vào cái UI hiện tại của nó luôn. Rất là hay, rất là ngon và rất là mượt. Chỉ có một cái thứ mà mình so sánh với thằng Xbox Series X thì nó lại không có Quick Resume, mặc dù nó rất là nhanh. Nhưng mà so với cái Quick Resume, cái chức năng kiểu như là đổi game qua lại của thằng Xbox á, thì Xbox nó nhanh hơn rất nhiều. Và nó có xu hướng, mặc dù nó sẽ đi chậm gấp đôi, nhưng mà lại có sử dụng GPU, với lại nó optimize khá là ok và nó nhanh hơn. Nó tại sao mà hiện tại cái Xbox Series X nó khá được người nhiều thích cho đó, tại vì nó có chức năng mà đổi game qua lại khá là tiện, trong khi thằng PS5 lại không có vấn đề đó. Mình nghĩ nó sẽ có rất nhiều khả năng trong tương lai, và chỉ có điều là hiện tại là thằng Sony chưa, mình nghĩ là cái mức độ thiết kế của nó thì nó vẫn chưa, và vẫn không nghĩ là cái đó thích hợp với cái PS5. Theo cái như mình nghĩ thì hiện tại thì cái load game của nó rất là nhanh rồi, chừng có mấy giây như bạn đang thấy đây là đã vô game rồi. Cho nên mình nghĩ cũng phải là không biết là nó sẽ có cần thiết hay không. Thì nó get load cũng khá là nhanh, mình cũng không nghĩ là mình cần Quick Resume để làm cái gì. Ngoài ra thì để coi con gì đó ta. Ngoài dù TV bạn mua cần phải 2020, receiver cũng 2020, cái dây mới, dây HD 2.1. Thì ngoài ra thì mình cũng không nghĩ là PS5 cũng cần phải có nhiều gì khác. Nhưng mà nào đang tính mua PS5 thì mình nghĩ là nên đợi trong khoảng thời gian hiện tại, và trong khoảng thời gian sắp tới nếu mà nó có nhiều hàng hơn và nó rẻ hơn, nó sẽ đỡ hơn. Hiện tại với mức độ như theo như mình biết, mấy bữa nay mình có đọc báo là nó lên tới 35 triệu ở Việt Nam, thì mình nghĩ cái giá đó khá là khoái. Và nó để coi nó mắc hơn, chắc cũng phải gần cả ngàn đô, tại bên đây mình mua có 500 rưỡi đô, mà nó lên tới tầm 30 mấy triệu thì tầm 1.500 đô còn gì nữa. Và những bạn nào mua cái máy 1.500 đô mình rất là nể luôn, tại vì nó mắc quá. Cá nhân mình sẽ không nghĩ mình mua cái giá đó, và mình có thể mình sẽ đợi, nhưng mà hên cái là mình được mua sớm ở tại Sony.
cho nên là nó cũng đỡ một chút. Khoảng thời gian tới, tháng sau mình sẽ có cái Xbox Series X nữa, và có thể là mình sẽ làm review nhẹ về cái Xbox Series X sau, dành cho những bạn nào muốn biết thêm chi tiết về cái máy đó. Hiện tại mình chưa có máy đó cho nên mình cũng biết phải review sao. Và yeah, đây là những cái thông tin mà mình muốn cho các bạn biết đến. Những bạn nào đang muốn mua những TV mới thì mình sẽ để cái thông tin của những TV đó nằm ở dưới cái phần giới thiệu ở dưới, cộng thêm những cái gì các bạn cần phải biết ở dưới đó luôn. Yeah. Còn những bạn nào mà có những cái kiến nào đó cho mình muốn cho mình biết, hoặc là muốn hỏi mình, muốn chia sẻ với mình, thì các bạn hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới. Mình sẽ ráng trả lời cho những bạn nào có thắc mắc về những cái PS5, về những cái gì nó đang có trên đây, hoặc là những cái gì đang xảy ra mà mình chưa nhắc tới, hoặc là những cái vấn đề thông tin nào mà mình chưa đề cập tới, thì các bạn cho mình biết trong phần comment phía dưới. Ok, và có gì mình sẽ cố gắng mình trả lời nhanh nhất, sớm nhất có thể. Yeah. Bye bye. Và cảm ơn các bạn đã coi channel của mình. Và mình sẽ cố gắng trong khoảng chừng vài ngày tới mình quay một số game. Và bạn, nếu mà bạn thích mình quay game nào thì các bạn cũng cho mình biết trong phần comment phía dưới luôn. Bye bye.